Bắt đầu năm 2024 với 8 chiến thắng liên tiếp, Inter Milan có thể tự coi mình đang có phong độ thăng hoa trước khi trở lại Champions League, giải đấu mà họ đã chứng tỏ là một trong những đội bóng ưu tú của châu Âu trong hai mùa giải qua. Thống kê cho thấy, Nerazzurri chỉ thua một trong 13 trận gần đây nhất ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, với trận thua duy nhất đó là trước Man City trong trận chung kết năm 2023. Kể từ khi kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng D sau Sociedad, đoàn quân huấn luyện viên Simone Inzaghi chỉ phải chịu một thất bại để thua trong hiệp phụ trước Bologna ở Coppa Italia. Từ đầu năm mới 2024 đang chứng kiến Inter Milan vươn lên đỉnh cao khi đã giành chức vô địch Supercoppa Italiana lần thứ 3 liên tiếp trước khi giành chiến thắng ở Derby d'Italia trước Juventus để tiến gần hơn tới chức vô địch Serie A. Tạm gác lại đấu trường quốc nội, đêm nay Inter Milan sẽ tiến ra sân chơi Champions League với thách thức mang tên Atletico Madrid. Đây là đội bóng giàu kinh nghiệm tại sân chơi châu lục, nhưng may mắn dành cho Inter Milan là phong độ hiện tại của Atletico Madrid không thực sự tốt khi chỉ thắng 1/4 trận đấu gần đây. Trước khi đánh bại Las Palmas cuối tuần trước tại La Liga, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone đã trải qua mạch 3 trận liên tiếp chỉ hòa 1 trận và thua 2 trận. Chưa kể, trên sân khách thành tích của Atletico Madrid cũng là rất tệ với 5 thất bại, 2 trận hòa và 3 chiến thắng ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Soi kèo châu Á. Sàn giao dịch châu Á ghi nhận mức kèo Inter Milan chấp 1/2 trái, tỷ lệ mà ở trận xa nhà gần đây nhất các cầu thủ Atletico Madrid đã ôm hận khi nhận thất bại trước Barca tại đấu trường La Liga. Với Inter Milan, đoàn quân huấn luyện viên Inzaghi đang được xem là điểm đầu tư tuyệt vời, khi đội bóng này toàn thắng 7 trận liên tiếp gần đây theo cả chuyên môn và kèo châu Á. Lựa chọn Inter Milan. Soi kèo tài xỉu Inter Milan và Atletico Madrid. Hàng phòng ngự thi đấu tập trung chính là điểm mạnh của các cầu thủ Inter Milan, khi họ chỉ để lọt lưới 1 trận ở 6 lần ra quân gần đây nhất trên mọi đấu trường. Với Atletico Madrid, 3 trận sân khách gần nhất của đội bóng Tây Ban Nha cũng xuất hiện tối đa 2 pha làm bàn. Tài xỉu, xỉu.